Em mến chào khán giả, hôm nay em có mặt tại dòng sông và nước lớn. Hôm nay em quay xà lan và đồ kéo ghe các bạn được xem. Và vào buổi sáng hôm nay em mến chúc các bạn được nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui. Là một chiếc xà lan chở những thùng hàng container chạy về Bến Tre các bạn. Xà lan này của Sài Gòn. Và đây là rất nhiều xà lan chạy luôn. Ui, xà lan ghe xếp thành hàng chạy nhau trên dòng sông miền Tây rất là đẹp các bạn. Đây là xà lan đá nè. Và đây cái chiếc ghe mới được 28, ghe này của Sóc Trăng. Chiếc xà lan này của Sóc Trăng mà chạy ngang dòng sông Chợ Gạo rất là xa luôn các bạn. Thường kênh Chợ Gạo rất là nhỏ, nhưng mà những xà lan của các tỉnh chạy ngang đường lưu thông chánh về các tỉnh đó các bạn. Và đây có một chiếc xà lan nhỏ chạy rất là lẹ này. Và đây có một chiếc tàu du lịch. Tàu du lịch rất là đẹp luôn. Tàu du lịch này gồm có 3 tầng rất là đẹp luôn các bạn. Đang chạy về hướng Long An nè. Rất là đẹp luôn. Đây là có một chiếc xà lan của Cà Mau nè, chạy về Long An các bạn, rồi về các tỉnh nha. Và đây là chiếc xà lan chở đá này của Kiên Giang nè các bạn.
Đây là có hai chiếc xà lan chở đá nè, chạy về Bến Tre nè các bạn. Rất là nhiều xà lan đi lấy đá chạy về Bến Tre luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của em.